Lấy nước cho đường xin đây. Bình dạ to vào. Bà bông này dạ to vào. Ba lần đi em chén thôi. Chuẩn bị vào nước cho mẹ. Bà than kia bẻ luôn luôn. Đã. Là to mà. Thôi quay lại, quay lại, quay lại. Có con lợn. Lóc lên đi, kéo chân cho nó kéo nhé. Dạ. Nắc nó to lên, cặp mắt kem thật. Chuồng ở xa, từ từ ạ. Từ từ đừng kêu. Dạ, từ từ. Dạ. Đừng kêu. Đâu nhỉ? Từ từ ăn là chuồng ở xa. Làm kêu nữa đây. Dạ. Đâu đâu. Dạ. Cắt chính cho mẹ nhé. Để mẹ đi tắm rửa con nhà ta nhé. Dạ. Mười tám à. Mười tám tuổi mà cũng chẳng thấy vú đâu nhỉ. Ngày xưa mẹ mười tám tuổi cũng mẹ to luôn rồi. Dạ. Trong nhà trong cửa cho mẹ không được đi sơ là mẹ phạt đấy nhá. Dạ. Con nhà ta cần sắm cả ngựa cho mẹ nhá. Dạ. Béo khỏe lắm nhỉ. Không đánh được mẹ lâm không được. Dạ. Râu kia dài lắm. Dạ. Cái đuôi dài nhỉ. Dạ. Đây mẹ xuống hàng đấy nhé, con ơi của mẹ nhỉ. Dạ. Một tạ trở ra, ba tạ trở lại á. Cô hàng đi cho mẹ nhé. Dạ. Nồi niêu xong chảo à. Xếp cho gọn nữa mua à. Thank you.
Đó. To lắm. Con nhà tao đâu về đây mẹ con lập văn bổng cho con nhà tao nào. Dạ. Xin mẹ. Mẹ cho con nhà tao nuôi may bán đất nuôi gà để thân nuôi lợn nuôi chuối nhá. Dạ. Làm gì đồ đấy nha mẹ đấy để đi đây. Dạ. Con xin ra. Nhà hàng xóm mấy người thì con nhá. Dạ. Thôi cho con nhà ta hết đi, con dạ, nhà ta thì nghèo lắm. Dạ. Chung rượu của mẹ đâu ấy nhỉ? Lấy cái chai rượu. Dạ đây ạ. Xem con nhà ta có giả dối mẹ không nhá. Dạ không đâu ạ. Ừ, phải thật rồi nhỉ, mau mái mới được chung rượu. Đưa chén đây mẹ mang lọc văn bẩm cho con nhà ta nào. Con nhà tao uống gì nhá, mẹ băng lộc văn bẩm cho con nhà tao. Mẹ. Băng lộc văn bẩm cho hàng xóm nữa nhỉ. Dạ. Băng lộc văn bẩm cho hàng xóm. Sợ đứng cao hơn mẹ, mẹ lại phạt cho bây giờ chứ mẹ xin lộc mẹ còn lại đứng cao hơn mẹ đấy. Con đang đợi mẹ ạ. Lộc của mẹ thì ngồi khóc hơn mẹ. Con đợi mẹ mãi, con mẹ mới đến thì con phải đứng ạ. À. Con dám ngồi. Con nhà tao mãi. Mẹ uống mừng chung nữa nhá. Dạ. Mẹ không cho hàng xóm nữa, mẹ lấy về mang mãi mới được chung rượu nhỉ. Mẹ mang về đọc đường uống cùng nhé. Thế mẹ ở con nhà tao xây nhà xây cửa cho mẹ đẹp thế này, ở đâu xây hết bao nhiêu tiền? Dạ. Nhờ thờ Hà Nội đấy. Thờ Hà Nội biết nhỉ. Ừ. Mẹ hỏi con nhà ta thờ ở đâu? Thờ Hà Nội. Thờ Hà Nội. Ừ. Con nhà ta xây hết bao nhiêu tiền? Thằng kia. Mồm. Mồm. 5 triệu à? Trăm triệu. Trăm triệu. Con nhà tôi. 100 triệu à? Con nhà ta bán giả hết rồi ạ. À. Hàng xóm biết nhỉ, con nhà ta không biết gì đâu. Giả hết rồi ạ. Mẹ cần được câu nào nhỉ? Dạ. Hôm nay mẹ lấy con nhà ta đầy đủ hết rồi thì từ rồi trở đi mẹ sẽ không xuống đòi lấy con nhà ta nữa nhé. Dạ. Mẹ cho con nhà ta từ nay trở đi làm gì thì được đấy nhé. Dạ. Mẹ nhận lễ chấp lễ rồi thì mẹ sẽ về lên phê phát từ mẹ ngồi với con nhà ta hầu mẹ nào. Dạ.